Xin chào tất cả mọi người nha. Lúc nãy mình đưa bé đi học rồi cả nhà. Tại bây giờ là mình về sẽ dùng cơm sáng mọi người ơi, nhưng mà lại muốn ăn mì nên là làm một bát mì nữa cả nhà ơi. Lúc trước mình là mấy bạn mấy chị đồ có chị theo dõi video của mình thì cũng biết mình cũng thích ăn mì lắm, nhưng mà thỉnh thoảng mới dám ăn, cũng không dám ăn nhiều mọi người, nó rất là nóng. Hôm nay mình mua được giá Việt Nam nè, với mì là mình làm món đơn giản thôi cả nhà ơi, cùng chia sẻ cuộc sống hàng ngày với cả nhà. Và bên cạnh đó thì mình sẽ ăn chung với trái cây luôn ha cả nhà. Mình cho một ít tương ớt lên đây. Thông thường ở bên đây á, nếu mà mình đi làm thì thức hơi khá sớm mọi người. Còn như mình á, mẹ bỉm sữa ở nhà chăm bé, với lại mình cũng đang có một bé nhỏ nữa mọi người, nên là mình không có đi làm. Thông thường á, thì tầm 8 giờ, 8 giờ, 7 rưỡi, 8 giờ mình mới thức cả nhà. Còn mấy anh chị nào mà người ta đi làm á, thì người ta mới thức sớm. Thì bé nhà mình á, cũng cỡ 9 giờ bé mới đi học. Mời cả nhà nha. Mình thích cái loại mì này mọi người. Cái sợi mì nó rất giống sợi mì Việt Nam, ăn không có ngấy cả nhà. Mà trừ ăn mì thì mình mới ăn trứng cúp la thôi mà, chứ thông thường mình cũng ít ăn trứng cúp la nữa cả nhà, mà sẽ chiên cho chín hoặc là nấu chín luôn cả nhà. Sau khi mà mình đưa bé đi học thì trong nhà dự định sẽ nấu nướng gì ngày hôm đó, nếu thiếu gia vị gì thì mình sẽ đi mua, giống như hôm nay mình sẽ ghé siêu thị mình mua, tại vì trường học của bé là kế bên là cái siêu thị luôn cả nhà, rồi sẵn tiện đường mình ghé mình mua luôn. Chứ thông thường á, thì cuối tuần mình đã mua xong hết rồi mọi người, thứ bảy hoặc là chủ nhật cuối tuần mình sẽ mua đầy đủ hết, ăn trong cả một tuần luôn, nên mình chỉ mua một ít gia vị nêm nếm hoặc là trái cây gì đó thêm thôi cả nhà. Bé nhà mình thì nó rất là thích sữa mà, nên là thông thường á, cứ cách 2 3 hôm mà mình lại phải mua sữa thêm cho bé. Nếu mà mua cho cả tuần luôn á thì mình chờ cái thời gian sử dụng nó không có được lâu mà, và sữa tươi mà, cho nên là có nhiều khi là mình mua vào dịp gần cuối tuần á là nó muốn gần hết hạn cả nhà. Với nhà mình cũng gần siêu thị, cho nên là cứ hết thì tấp qua mua thôi, chứ cũng không có ngéo, còn phải mua dự trữ nhiều.
Trong khoảng thời gian này á, mình có bé đang có bầu cho nên là không có đi làm mọi người. Cái thật ra mà ở nhà suốt gì á cũng nản lắm, mọi người chán lắm. Kiểu như ông xã mình á, sáng sớm thì cũng đi làm, cỡ 8 giờ 8 giờ rưỡi là cũng ra khỏi nhà. Bé hai cũng đi học, chỉ có một mình lui cui thôi. Dọn dẹp nhà cửa xong á thì cũng quanh quẩn, tại vì ở chung cư mà mọi người, cho nên nó là không có không gian giường tược giống như ở quê mình, cái nhà thoải mái mà cũng không có. Ở bên đây á, mình ở cũng vậy nè, hầu như là nhà mình với nhà đối diện á còn hiếm khi mới gặp nhau nữa, mọi người gặp mặt thế nha, chứ chưa kể là nói chuyện. Thật ra mình qua đây 4 năm mà, chứ từ tầng 1 tới tầng 2 chỉ có duy nhất một bà cụ á, là thường hay đi yoga vào buổi sáng chung á thì chào hỏi nên quen thôi. Còn như là mấy cái tầng khác á, mình không biết ai luôn cả nhà. Kiểu như là nhiều khi ta ở cùng tầng với mình mà mình còn không có biết là phải người chung chung cư không nữa đó mọi người. Người hàng ở dưới quê á thì người ta rất hòa đồng cởi mở, cũng như thân thuộc giống như ở quê mình vậy mọi người. Ở Việt Nam thì mình ở cũng ở khu vực Cần Thơ á mọi người, cũng như là anh em xóm giềng á mình thân thuộc, trao đổi giao lưu với nhau. Còn đối với ở bên đây á, thì ở quê thì cũng tương tự vậy. Còn ở thành phố á, thì kiểu như nhà ai nấy ở, công việc ai nấy làm, không có qua lại được nhiều mọi người ơi, ngoại trừ bạn bè thôi. Còn đối với người nhà gần với nhau á, cũng không biết nữa mọi người. Cũng như ông xã của mình từ lúc lấy vợ Việt Nam thì mới có cái việc mà giao lưu giữa người bạn bè thân thuộc với nhau nhiều mọi người. Chứ lúc trước ông xã của mình nó đi làm cả ngày tới cuối tuần á, thì bạn bè trong công ty hoặc bạn bè ở gần á, gặp nhau một lần thôi cả nhà. Còn mà về cái việc lại nhà chơi hoặc là ăn uống nấu nướng á, không có có giống như bên mình mọi người ơi. Thông thường ở đây á, thì nhà cửa rất là rộng rãi, sạch sẽ thì có đó mọi người. Nhưng mà kiểu như chén đũa bếp núc á, ở chung cư mà nên ai cũng mua tiện đôi ba người, 4 5 người gì trong nhà đó ăn thôi. Cho nên là không có nấu nướng nhiều mà để sum tụ, ngoại trừ nhà ai á có ba mẹ lớn tuổi á, thì con cháu hoặc là anh chị em thường hay sum họp về á, thì mới có chuẩn bị. Cho nên là phần lớn mà bạn bè gặp nhau á là mình sẽ đi ra ngoài ăn uống rồi mình tính tiền xong rồi về quê. Về nhà mới là kiểu như là uống cà phê, uống ngọt hay là gì đó thì anh em mới tâm sự, mới ngồi lại nói chuyện. Còn như mà ăn uống á, thì đa phần là đi ra ngoài ăn không à cả nhà. Là do thứ nhất đó là nhà ít người nên chén đũa đồ á nó không có nhiều để đầy đủ để mà đãi khách. Cũng có đãi được mấy người mà kiểu giống như là mình chỉ ăn chén mà một lần bỏ, mọi người nhà mình cũng có dạng vậy, kiểu như cũng chuẩn bị sẵn. Nhưng mà thông thường là sẽ ra ngoài ăn chén đũa thì mình có thể ăn một lần bỏ. Còn giống như là nồi niêu xoong chảo thì nhà hai ba người thì ta mua cái gì cũng gọn gọn hết, mà nếu sum họp lại đông á thì lại sẽ không có để nấu nướng cả nhà.
Cho nên là đa phần là sẽ ra ngoài ăn nhiều lắm mọi người. Từ lúc mình qua đây tới giờ thì chỉ duy nhất có một lần là ông chồng mình á, mời bạn đến nhà chơi thôi, là vì cưới vợ hơn 1 năm rồi, có bé, sinh bé ra rồi, thì mấy bạn bè ở trong công ty mới nói là tên của chồng mà nó không quanh ơi, hay là mày tao muốn đến nhà mày chơi, tại vì thứ nhất á, là mày cũng mới mua nhà xong rồi á, là cũng có con có vợ rồi nhưng mà chưa có dịp gặp mặt, không mấy là cuối tuần này cho một cái hẹn đi, tao muốn đến nhà chơi. Thì thật ra là đến nhà chơi thì cũng quây quần vậy đó mọi người, xong rồi chỉ chơi trái cây thôi, nước ngọt và này kia thôi mọi người, rồi xong xuôi á, mấy anh em xúm nhau là ra ngoài quán và tiệm ăn luôn cả nhà, chứ cũng không có gì nhà cả nhà ơi, không có ăn uống để mà mình nấu nướng á mọi người. Còn đối với tụi mình á, kiểu như là mấy chị em Việt Nam mà lâu lâu gặp nhau á thì vẫn gặp, nhưng mà thông thường á là mấy ngày thứ bảy chủ nhật gì đó là mấy chị em gặp nhau. Dạ thì mời cả nhà cùng ăn dâu dễ ra mình nha. Đây quay chứ dâu nó cũng gần hết mùa nữa rồi đó cả nhà. Mời cả nhà nhé. Cực kỳ ngọt luôn cả nhà ơi. Hồi sáng mình đi mình cũng thấy có bán dâu tây với các loại rau cải trái cây nhiều lắm mọi người, nhưng mà nãy mình chỉ quay cho cả nhà xem thôi, tại vì hôm chủ nhật á là nhà mình mua tới một thùng là mua tới 3-4 kg, là có thể là ăn giáp tuần mới hết, nên là mình sẽ không có mua thêm trái cây, chỉ khi nào mình dùng hết mình mới mua mọi người. Nếu mà mua nữa cái phần này á, kiểu như dâu tây mà ăn nội trong tuần thôi mọi người, chứ không có ăn được lâu, cảm giác như nó ở nên mấy cái này nó rất là mềm mại, nhưng mà người ta cũng rất là sợ dập, cho nên là mình dự định mua ăn cả tuần vậy đó, nên mình không có mua thêm cái trái cây bên ngoài, thì mọi người phải chờ ăn hết cái này mới mua thêm được cả nhà ơi, để không là nó cũng rất là mau hư. Nếu mà mình mua tầm nguyên một thùng như vậy nó sẽ nới hơn so với khi nãy mà mình ra siêu thị mình mua mấy cái hộp gọn gọn, mọi người người ta bán thùng á, mình đi chợ được mua một phần là rẻ hơn. Cái phần thứ hai là mình mua sỉ nguyên thùng thùng á, người ta cũng bán cái giá nó nới hơn, trái cũng to nữa mọi người. Năm nay thì nói là trái to nhưng mà thật sự là nó không có to bằng năm rồi mọi người. Cũng có to nhưng mà kiểu giống như là nó dạng ít đó mọi người, làm như người ta trồng không có trúng giống như năm rồi.
giá thì cũng tương đối là cao hơn 5G nhiều, mà trái cũng vậy, như 5G là ba ngón tay của mình không hết, mà giá cũng bằng năm nay, à năm nay trái nhỏ hơn mà giá vẫn vậy cả nha. Mà thấy ở ngoài chợ người ta cũng không có bán nhiều trái to nữa. Chào tạm biệt cả nhà nha. Nếu mọi người cảm thấy vui và thú vị thì nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video của mình. Chào tạm biệt cả nhà.